Mình nghĩ là khi mà bước vào hành trình mới sau khi ra trường tốt nghiệp thì khả năng các bạn đem theo đó là cái khả năng tư duy, học tập suốt đời và cái định hướng tinh thần trong nghề nghiệp. Tham gia học tập và làm việc thật ngồi đó là một cái lượng điểm lớn cho các em. Và những cái cố gắng của em là được đền đáp. Và hiện nay là các em đang tập làm việc và được như là Nhật Bản. Thì đây là một cái hành trang rất là quý báu, đặc biệt cho những em mà có ý định muốn học tập tại trường đại học, đặc biệt là Hoa Tôn. Thì chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký để có thể là giống như các anh có 20 đang làm việc và hưởng lương. Và theo tôi được biết thì hiện nay là có rất nhiều em đang đạt được cái dạng là kỹ sư năng lực định ở Nhật Bản. Thì cái đây là một chứng rất rõ ràng cho sự đào tạo của ô tô và của trường. Về cái thiết kế đồ họa thì các bạn đã thể hiện rất là tốt. Khóa K20 cũng có một cái điều mà Khoa rất tự hào, đó là các bạn chưa tốt nghiệp nhưng mà gần như 100% các bạn đều đã có việc làm. Nên là Khoa rất là tự hào và rất là vui về điều đó. Nếu mà để miêu tả về khóa K20 này, chị sẽ dùng hai từ, đó là trách nhiệm. Khi mình chứng kiến sự trưởng thành của các bạn qua từng năm thì đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với mình. Có hai điều mà mình gọi là luôn luôn căn dặn các bạn, luôn luôn ghi nhớ, đó chính là bản lĩnh và sự khiêm tốn. Vì khi mà các bạn bước sang một cái hành trình mới, một môi trường làm việc mới hay là dù bất cứ đâu đi chẳng hạn, thì luôn luôn có những cái cơ hội cho các bạn. Là một cố vấn học tập thì mình muốn hướng cho các bạn rằng là ngoài cái môi trường học tập thì ở nhà trường thầy cô đã là hành trang cho các em để bước ra, thì các em còn phải học nữa và học mãi. Em đã rất là cố gắng và nỗ lực trong suốt chặng đường 4 năm học vừa qua tại trường Đại học Đông Á. Thì cô chúc các em sẽ gặt hái thật là nhiều thành công trên con đường mà các em đã lựa chọn. Kiến thức chuyên môn giỏi, kỹ năng mềm tốt và cùng với sự cởi mở, sự kiên nhẫn, kiên trì, luôn luôn cố gắng hết mình học hỏi. Đó là những cái yếu tố là hành trang mà các bạn nên đưa vào cái con đường tương lai sau này của mình. Và các bạn hãy cố gắng không ngừng phấn đấu, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đó là cái tinh thần và sự gắn kết, sự kiên trì của các em trong 4 năm học. Chúc mừng tất cả các bạn khóa K20 đã hoàn thành tốt cái chặng đường đại học của mình. Và đặc biệt đối với K20 của khoa ngôn ngữ Trung thì cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào về các bạn, vì các bạn đã hoàn thành rất là tốt khóa học này. Cô hy vọng rằng là các bạn sẽ áp dụng được những kiến thức mà mình đã học ở trường Đại học Đông Á, những kỷ niệm và những trải nghiệm mà các bạn và chúng ta đã cùng nhau trải qua để làm một cái hành trang thật là vững chắc cho các bạn trên hành trình mới. 皆さんのご成功をお祈りいたします. 頑張ってください. Chúc mừng các bạn khóa 20. Cô chúc mừng các em. K20 cố lên. Chúc các em chân cứng đá mềm, thành công rực rỡ trên con đường tương lai. Chúc các em thành công.